Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì nói đầu tiên, em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay em còn một ít đồ kho này anh em. Nên mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mình chế giúp em ha. Thì hôm nay là em thanh lý một số mặt hàng anh em mình xem. Và hôm nay về được một thùng hàng nữa này. Em Thắng sẽ khui ra cái thùng mà thứ cho mọi người xem thứ bên trong có gì ha. Này chất quả nước, thường thường là những cái hàng bạn em nó gửi về đồ vào nước không anh em. Bộ cái vào nước anh em. Là cái này văng như nóng lạnh luôn ha. Đó. Tin chữ nghĩa rồi nè. Bộ này giống như trong cái máy năng lượng mặt trời. À. Cụm này là cụm nước nóng nước lạnh này. Một cụm thôi nên mà nó nặng tịch rồi. Một bộ ha. Chỉ có một bộ thôi anh em. Đó. Còn tem luôn ha. Này. Thì cái cụm này khi mà mình bác vào thì nó sẽ như thế này nè anh em. Đó, đầu nước ra này, ba cụm kia nữa nè. Này dùng cho anh em mình đây mới tinh ha. Đó, một cái vò nước này, vò nước này lại ha. Đây của KVK này nè, hãng KVK này giao dịch nội địa Nhật cổ này ha. Mình thao. Đó, thì cái này là cái vò của nó này. À, thì bên trong nó có cái ron anh em, làm bằng đồng luôn ha. Đó, mới tinh nha anh em, mới tinh nè. Đó, đang làm một bộ của nó này. Đó. Cái vỏ nước ha. Đó. Một cái vỏ nước dò thẳng nha anh em. Đây ha. Và nếu mà anh em mình có vỏ ngắn thì mình sẽ tháo cái này ra. Đó. Mình là gắn cái vỏ khác vào ha. Đây. Đó. Trong cái ron cao su này rất là chắc ha. Hàng mới tinh chưa xài của KVK. Này thì người ta triển lãm là thuê chứ còn chưa có xài nha, chưa có gắn nha anh em. Rồi một cái vỏ dài này. Rồi cái này là cái bộ của nó nè anh em, cái bộ này nè. Đó, thấy không? Khi mà mình ván vào thì nó cái cụm này là của mình nè, còn cái này là mình sẽ gắn thêm những cái cuộn da này để mình gắn vào cái máy năng lượng mặt trời hay là gì đó ha. Đây, rất là xịn sò luôn. Không? Một cái bộ trắng ba này. Nó có đây nè, ba vò kiểu ba vò nước ra nè. Đây này là làm nóng nè. Cái này là lạnh nè, còn cái này là cái gì em không rõ ha. Ba cái đầu kia nè. Mới tinh không? Nặng trịch luôn anh em. Đó. Đây. Ha. Đó. Nguyên cụm này này đó. Này thì nó sẽ có những cái đầu ra nữa nè. Những cái chi tiết của nó nha anh em. Đó. Anh em mình xem ha, đó phù hợp với mình thì mình bác ha. Thì cái này là rang 21 hết cho anh em. Nè. Hai cái này ra cũng rang 21 luôn. Đó. Đây khi mà mình gắn vào ha. Này. Này là của nó nè. Mới tinh nha anh em, đó còn trong bao luôn nè, ron đồ này non này mới hết. Cái này là chia ra chỗ này nè ha. Đó mình sẽ bắt vào này ha. Đó. Ngoài ra thì cái chỗ này nó sẽ có đây. Đây. Đó, anh em mình hình dung cái kia đó, đây cái này là cái vỏ nước ra của mình này, thì trên này nó sẽ có ba cái chấu này, hai cái chấu này ha, hai cái chấu này là nó để nó mình kết nối với những cái sợi này đây này, đó ha, đây qua những cái co rồi mình sẽ gắn vào cái máy năng lượng mặt trời này, thì cái đây nó chia đầu nóng đầu lạnh nè anh em ha, đó cái bộ này rất là ngon nha, và cái nấm mình này thì không biết là nó
ba chung là ba chế độ là về đây, cái đầu cốc cầm ra là cái cầm khi mà mình gắn vào này, đó, nên không sẽ có ba cái cầm như thế này đó. Ha, thì chi tiết của mình như thế này ha, một cầm rất là nặng nha anh em, bằng đồng thao nha, bằng đồng thao và mạ bên ngoài lớp rơm nikan rất là nặng ha. Đó, cầm này nó nặng 1,5 kg anh em, 1,5 kg đồng ha. Nặng thường thường những cái vò này thì nó nặng là tầm khoảng 0,5 kg ha, à, này nào thôi, còn cái này nó nặng tới 1,5 kg. Cầm này nhiều khi anh em mình mua thì thường Việt Nam mình cũng rất là hiếm ha. Này, hàng nội địa này nè, đó logo chữ nhật này, hàng nội địa ha, rất là đẹp, mới tinh nè. Thì anh em mình chế đồ nào là cái nấm đây này, anh em mình bạn vào chỗ này này ha. Đó, để mình ra nước thay đồ á, ra nước nhỏ này mình sẽ rang ra ha. Đó. Đó, anh em mình sẽ nhìn lại cái hình đó, cái hình dung ha. Đó thì cái cụm bộ phận mà em bán cho mọi người là cụm này đó, y như vậy thôi ha, về mình lắp vào đây, hai chi tiết rồi này em sẽ mở ra ha. Chung là bộ này nó mới tinh nha anh em, ba cái nấm bạn rất là đẹp ha, nước nóng nước lạnh rồi chia ra ha. Này thì nhìn thì mình đã hình dung được đó là có một cái bộ phận để anh em mình gắn vào cái máy năng lượng mặt trời này đó. Bộ là cái bộ năng lượng mặt trời á, thì năng lượng mặt trời nó sẽ có nguồn nước ra ha, nóng lạnh luôn này, nên mình sẽ kết nối hai cái đường nước vào để mình sử dụng, rất là mắc tiền anh em. Bộ này mấy anh em mình mua ở Việt Nam ở inox nó tầm khoảng 400-500 nghìn rồi. Bộ này là bằng đồng thao. Anh em nào mình có nhu cầu, mình có điều kiện ha, mình về mình thế trang gia đình mình rất là xài ha. Thì khi mình dùng những cái đồ mua ngoài thị trường thì nó không có chất lượng, mình sẽ đổi đi đổi lại nhiều, còn những con này thì cái độ bền nó cao. Đó. Rồi thì anh em nào mà thích cái cụm này ha. Đó. Chung rõ ràng thôi. Đó, nguyên một cụm này nha. Đó. Chứ không phải là nguyên bộ nha. Nguyên một bộ đó thì nó sẽ có thêm những cái phần ở trên này nó anh em. Những cái phần là nối đường lên đây mới ra được ha. Còn cái này là em bán cái cụm này. Rồi về anh em mình có thể mình thay thế trong gia đình của mình ha. Mình xài rất là bền. Đó. Đó. Có sao tôi hướng dẫn này. K1340. Đó. Này thì nó còn mới. Rồi anh em nào thích cái bộ này ha. Đây. Thì em để nguyên hộp như thế này luôn. Mã số cho cái bộ này là bộ này 950 nha anh em. VN1 ha, 950.000, nặng 1,5 kg ha. Đó. VN1 950.000. Tiếp theo được VN2 là một cái vò nước của KVK, thì cái vò nào thì nó quen thuộc rồi đó ha. Đó, đây, hàng chuẩn nội địa nha, giao dịch nội địa Nhật cổ này. Đó. Đây, rang của mình là bác đang 21 đang không dụng ha, mới tin chưa xài. Đó. Thì cái vò này nó có cái chiều dài ra này ha. Đây. À, cái chiều dài ra của mình là nó được là 27 cm nha, dài được 27 cm. Rồi anh em nào thích cái con vò này, mọi người kế giúp em mã số là VN2 ha. VN2 rồi, vò này 508 ha, mới tin chưa xài. VN2 ha, 508. Tiếp theo thì em có một cái mấy cái bộ dụng cụ y tế này, thì hôm nay em chọn nó được một ít nên đây đó, thì em thắc thắng sẽ phân ra cái combo cho mọi người. Rồi đầu tiên thì được bốn combo nha anh em. Đó thì một combo mình là nó gồm có ba chiếc này nè, một chiếc kéo, một chiếc kéo mũi cong lên như thế này ha, cong 15 độ này. Rồi hai cây kéo mũi thẳng này đó. Hai cây nhíp này ha, và một cái kìm gắp phanh đó, 3 này 6 này. Thì một bộ như thế này là nó gồm có 9 món nha anh em. Đó, một bộ như thế này là nó có 9 món này anh em không, 9 món đây, hai cây nhíp này đó, một cây kìm gắp phanh này ha, đó, 3 cây kéo cái rốn này,
ba cái kéo để cắt nè, trong đó có một cái cây để ấy ha, cho nên mình có thể mình về mình tỉa cây không được. Nói chung là nó bằng thép không rỉ hết nha anh em, bằng thép không rỉ hết đó. 9 món nữa ha, 9 món này thì mã số của mình là bộ y tế nha, bộ dụng cụ bộ y tế 9 món. Rồi mã số của mình là bộ y tế 9 món nha anh em, 100.000 ha. Thì em còn có 4 bộ thôi ha, bộ y tế 9 món 100.000 bộ. Rồi tiếp theo có một cái kìm tuốt gia điện nè anh em. Đó, cái kìm tuốt gia điện ha. Thì hôm trước là giá của mình là 330.000. Đó, thì hôm nay em thanh lý luôn. Còn 5 con. Đó, thanh lý cái đợt này là hết luôn ha. Thì cái hàng này là hàng mới bạn em nhập về thôi. Đó, bao bì chữ nghĩa rồi có đầy đủ nha, đây chữ Nhật rồi này nó đầy đủ nè. À, tổng trọng lượng là 220g. Nó sẽ tuốt được da từ 0.2 cho tới là 6mm ha. Đó. Đây trên này cũng có chữ Nhật rồi nè, VR2 ha, Super. Đó, trên này thì nó có chữ Line. Đấy, những cái thông số thông tin của mình anh em. Đó. Chữ đàng hoàng rồi bao bì đầy đủ. Đó. Mới tin chưa xài nha anh em. Đó. Thay vì anh em mình mua hàng bãi mà những cái hàng Đài Loan của hàng bãi á, nó đã tầm khoảng 200-250 rồi, cái này nó mới tin ha, chữ nghĩa thông số rồi rõ ràng. Đó, và đặc biệt thì chức năng này tốt rồi rất là ngon ha. Đây thì cái phần này nó là bằng thép nha, này này là bằng thép và cái phần màu vàng á thì là bằng nhựa cứng, nên là anh em mình cảm giác mình tốt rất là ngon ha. Đây thì em thắng sẵn có một cái sợi dây điện tốt thử cho anh em ha. Đây là những cái dây điện nhà thông dụng này, đó mình cứ bỏ vào thôi, mình tuốt thôi anh em, không có cần tăng chỉnh hết đó, bỏ vào kịch phát ha. Đó thì nó sẽ tuốt và tuốt rất là đẹp ha. Này phần này là phần lưỡi cắt sau khi mình cắt ha. Đó, kịch này thao tác rất là nhẹ nhàng ha, tuốt này đây, cắt này đó, rất là nhẹ nhàng nha. Đó, đây rất là nhẹ nhàng nha anh em, rất là hợp ha. Đây thí dụ dây điện lo bự cũng vậy, đó là dây điện lo thường, còn dây điện lo bự nè nó cũng vậy thôi, đường kính nó lớn hơn này hả, cũng bỏ vào thôi, cứ tập ra nó đi thôi anh em. Đó, rất là ngọt ha. Đó, những cái này anh em mình mua về mình xài gia đình là rất là ngon ha, nó có cái phần móc khóa treo đây này này ha. Rồi nó dài gần găng tay anh em, nó dài tầm khoảng là 18-20 cm vậy đó, 18 cm ha. Đó, gần găng tay của em cũng khá là bự ha, cầm khá là vừa tay. Này là hàng mới nha anh em, hàng mới có bao bì tem đồ này đồ đầy đủ đây. Đây, chữ này nọ nè anh em. Con này thì trên thân nó không có chập ra ben, nhưng mà chữ đồ này nọ là có đầy đủ nha. Đó thì hôm nay em thanh lý 300.000 một con cho nó hết luôn ha. Thì sau cái đợt này thì có thể là nhập thêm. Trước là em bán 300 350 ha, hôm nay còn có 300 thôi. Thì chung là những anh em là mình đã mua 350.000 nha thì mình đã dùng trước ha, còn những cái này thì thanh lý ha, kìm tuốt dây điện ha, 300.000 dọn kho luôn. Đó. Rồi tiếp theo mặt hàng thứ hai đó là một cây kìm cộng lực MCC, nó thì cũng còn 5 con. Đó. Giá của mình là 230.000 ha, thì hôm nay em thanh lý còn 200 luôn cho nó đi hết luôn ha, để nhập hàng mới về. Đó. 200.000 cho một chiếc kìm cộng lực. Đó. Như hàng bãi luôn, hàng bãi mới cũng đã 180-200 rồi, này là còn nguyên zin tem đồ này nó còn luôn. Đó. Đây tin chưa xài, cái này là một cái kìm cộng lực của hãng MCC nha, Japan nè. Đó, cái này thì nó chuyên cái kẽm rồi anh em, kẽm ba ly. Đó, hàng mới 100% chưa xài. Đó, của thương hiệu hãng MCC ha, thương hiệu hãng MCC. Đó, Japan này đủ. Đây mặt chữ rằng hoàng ha, Japan. Rồi anh em nào thích cái kìm cộng lực MCC này ha, mã số của mình là kìm cộng lực MCC giá 200. Tiếp theo thì em có hai loại bộ dũa, đó là bộ dũa 5 cây và bộ dũa 8 cây của thương hiệu là hãng Kakumatsu. Kakumatsu này ha. Đó. Thì cái này là hàng nội địa Nhật có bản quyền của thương hiệu Trimax. Đó, thì bộ này nó gồm có 8 cây nha, 8 cây này là 8 cây dũa tròn hết nha anh em. Đây 8 cây dũa tròn hết. À, và đường kính thân tròn của mình là 4.5mm ha, chiều dài của mình thì tầm khoảng là 20 cm này, một găng tay của em. Đó. Rồi thì anh em là mình thích cái bộ 8 cây này ha, mã số của mình
bộ dũa 8 cây nha anh em, bộ dũa 8 cây giá 250. Rồi tiếp theo thì cái loại 8 cây này thì em còn có hai bịch thôi, hai bọc rồi hết rồi. Còn cái loại 5 cây này thì còn ba bọc này. 5 cây thì đường kính thân của mình nó lớn hơn, cũng là dũa tròn luôn nha anh em. Dũa tròn luôn thì đường kính của mình là thân mình tới 6 ly lận và chiều dài là 22 cm. Đó, đường kính thân tròn là 6 ly ha, chiều dài 22 cm. Anh em xem này, đó. Tay cầm màu xanh lá cây hết ha. Đó, mới tinh chưa xài. Đó, nên mình thích dũa mới thì mình chốt loại này. Dũa tròn hết ha. Rồi anh em nào mình thích cái bộ dũa 5 cây này. Mọi người chốt giúp em mã số là bộ dũa 5 cây ha. Đó. Đây. Thì cái bộ dũa 5 cây mà 5 cây bự nha anh em. 5 cây là 5 cây bự nha. Đó, 5 cây bự giá 200. Bộ dũa 5 cây bự này giá 200 nghìn ha. Rồi tiếp theo. Đó là một cái vòi xịt anh em. Vòi xịt hơi hôm trước là 230, hôm nay là thanh lý luôn, còn hai chiếc thôi. Giá mới bên Nhật nó tầm khoảng là 400 nghìn một con. Hàng này thì hàng kho, bạn em nó nhập về. Đây, hàng sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan luôn ha. Đó. Tại vì những cái sản phẩm mà nó sản xuất ở Nhật giá thành nó cao lắm, chi phí nhân công nó cao ha. Đây. Thì cái này nó là màng nhựa hết nha anh em, nó là màng nhựa ABS hết ha, nhựa plastic, rất là cầm rất là nhẹ nhàng ha. Đó. Hàng của Nhật thì anh em mình yên tâm chất lượng mình xài. Đó. Đây, made in Japan này nữa ha. Nối luôn. Đó, đầu bét rồi bằng nhựa hết ha. Đó, phần nối đồ này nó là bằng nhựa hết luôn. Đó. Cái vò xịt hơi ha, anh em về mình thay thế. Cái vò này nó mới chưa có xài nha anh em, nó mới tinh nó chưa có xài. Đó, ta chỉ tiết đi kèm. Rồi, anh em là mình tích cái vò xịt hơi này ha. Đó. Đây, dài gần găng tay này. Đó. Mọi người cho em mã số là vò xịt hơi ha, giá 200. Đây. Mã số của mình là vò xịt hơi ha, 200 nghìn. Rồi, anh Thắng xin kết thúc clip tại đây ha và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.